các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật Ducati Sponsor 937/2022, cảm giác cực sốc tại Việt Nam trong đầu năm 2023. Monster 937/2022 được Ducati Việt Nam áp dụng mức giá siêu ưu đãi, giảm giá chưa từng có. Đó chính là việc giảm 62 triệu đồng từ mức giá bán 441 triệu đồng trước đó xuống chỉ còn có 379 triệu đồng trong cái năm 2023. Monster 2022 là một phiên bản mới, nhẹ, nhỏ gọn, linh hoạt. Một cái dòng xe mô tô lý tưởng không những dành cho người lần đầu tiên tiếp cận thế giới hai bánh, mà còn dành cho những người lái mô tô có kinh nghiệm lâu năm, sẵn sàng mang đến nhiều cái niềm vui cho người mới chơi lần đầu trải nghiệm cái dòng Monster nhờ vào một cái hiệu suất tuyệt vời và dễ dàng điều khiển. Trọng lượng là cực nhẹ, nhanh nhẹn, cái phần khung cầm thì thoáng, trang bị điện tử thì hiện đại. Cái trái tim của chiếc xe là có động cơ 937cc Austin Tesla Jetta 11 độ với một hệ thống phân phối mô men sẵn, giúp cho Monster 2022 trở thành một cái mẫu xe thể thao và rất vui nhộm. Công suất cực đại đạt ở mức là 111 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 9.250 vòng trên phút, trong khi mô men sẵn cực đại là 93,16 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.500 vòng trên phút. Nhờ vào cái dung tích phân khối đã được tăng lên so với cái phiên bản là 821cc, mô men sẵn cũng được cải thiện ở tất cả những vòng tua, đặc biệt là vòng tua trung bình và thấp, vốn được ở dụng cái phổ biến nhất trên những cái đường trường và giữa những khúc cua. Có động cơ của chiếc Monster 937/2022 đảm bảo được cái hiệu suất và cái cảm giác lái rất thú vị. Nhờ vào hộp số mới đã được thay đổi, Ducati Quickship Up and Down được trang bị tiêu chuẩn trên cái mẫu xe mới. Monster 2022 còn trang bị tính 3 chiều lái gồm Sport, Urban và Touring, giúp các bạn có thể tùy chỉnh đặc trưng của một cái dòng xe theo cái sở thích và cái nhu cầu. Cái động cơ đặc biệt trơn tru nhờ vào chế độ Spark Power Smart cung cấp cái mô-men sẵn ngay và cụ thể ở cái số đầu tiên và cái số thứ hai Urban and Tour, hoặc là chỉ cái số đầu tiên Spark, giúp cho việc lái xe nó dễ dàng hơn. Mọi thứ đều có thể dễ dàng quản lý thông qua những cái nút điều khiển trên cái phần tay lái và một cái bảng điều khiển TFT màu 43 inch. Hiển thị rất nhiều thông số thể thao như cái dòng hình Ducati Bentley V4, giúp người lái có cái nhìn trực quan hơn về các thông số xe khi được vận hành trên cái đường trường. Khả năng kết nối cũng được đảm bảo nhờ vào cái diện tích của hệ thống đa phương tiện Ducati, biết tắt là DMS, cho phép kết nối thông minh qua chiếc xe qua ứng dụng Bluetooth. Điện thoại thông minh cũng có thể được sạc cái cổng cắm USB bên dưới yên xe. Với một cái chương trình mức giá siêu ưu đãi dành cho cái chiếc Ducati Sponsor 937/2022, hãng Ducati đã tạo ra một cái cơn địa chấn ở đầu năm Quý Mão năm 2023. Chương trình này áp dụng khách hàng sổ ngay xe trong đầu tháng 2 cho tất cả các mẫu xe bao gồm như phiên bản đỏ, xám, đen với cái số lượng có hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.